quan trọng là gì? Em có nhắn đi. Ủa, quà quan trọng là có chuyện gì không? Anh gửi em mời đám cưới. Đám cưới? Ủa, mời đám cưới ai? Thì anh muốn đám cưới của ai? Đám cưới Út. Ủa, tự nhiên sao đám cưới mà anh buồn thôi vậy? Anh thương thương lúc lâu rồi mà anh lòng gian đôi. Đêm nay ông phương yêu tăng tận lòng anh thấy buồn. Chiều chiều ra đến bờ sông nhìn kho nước rộng nước lao. Liệu con xin bên lỡ vườn bồi tập ngoài mùa dặn ngáo đâu mà đông. Anh thương thương lúc lâu rồi mà sao không gian đôi. Đêm nay ông phương quan đồ anh sầu anh nói lời thương. Ngày nào hai đứa mình chung bờ đây nhưng có đi về. Anh thương không nói lời đầu cùng mình rồi tôi nhìn ra bé môi. Rồi nắng ba đây cười che đôi hoa cũng quên rằng không yên tâm chỉ có anh nằm để cơ lặng buông gia tìm nào rồi chân đau đớn cho anh gặp ngoài anh yêu anh muốn yêu anh nhiều thôi anh đừng để đi chi chỉ có anh nằm để đơn lạc cung gia kỳ đào.